ba câu chuyện phản ánh hiện thực đời sống, không nghe thật phí hoài. Câu chuyện thứ nhất, ông Thạc. Vợ chồng nhà Thạc chỉ là công nhân lao động phổ thông thuộc công ty than nằm sát thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ông bà chỉ có một bụng con gái. Thổ đất nước đang chiến tranh, con nhuần vẫn lớn ù ù bằng miếng cơm độn mì mạch ông bà lần lượt về hưu thì nó lấy chồng, thôi thì chịu đủ mọi vất vả. Bà chết khi mới thấy mặt cháu ngoại vài tháng. Hai vợ chồng nó ở một gian nhà cấp 4 lụp xụp. Từ ngày vợ chết, ông thạc một mình lui cui nấu nướng, nuôi sống mình bằng tiền lương hưu. mấy đứa cháu ngoại ông lần lượt ra đời. bố mẹ nghèo, công việc ổn định, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải giá cả đắt đỏ thành phố chúng hay sang ông ông có ăn chả nhẽ để cho cháu nhịn thế là quen mui không mấy khi nhà ông vắng mặt cháu ăn xong chúng kéo nhau về để lại mình ông trước một chậu bát đĩa bọn nó còn trẻ dại ấy mà đất nội thành ngày càng đắt giá ông càng mừng đất cát như vàng thế này sau khi chết ông cũng để lại cho con cháu một tài sản mà không phải ai cũng có. Nó không lớn bằng ai, nhưng so với những người tai trắng ra mỏ làm công nhân vẫn còn tốt chán. Ông giữ nhà, giữ đất như muốn dành chút tài sản cho con cháu. Khổ nổi, người tính không được kính nhẽ. Đứa con gái, công việc bất bên, các cháu bắt đầu đi học, bao nhiêu tiền cung cấp cho chúng ăn uống, sinh hoạt cũng không đủ. Không mấy khi sang nhà con rể nhưng qua từng đứa cháu, ông cũng nắm được đầy đủ thông tin. Hôm rồi còn nghe đâu, chúng đua đòi cá cược, nợ đầm đìa, không chừng tan nát cửa nhà mà còn mất mạng. Cùng trong thành phố nửa năm trời, ông mới đến thăm nhà chúng một vài lần. thương các cháu, ông chắc bớt tiền lương hưu ít ỏi, dám dúi cho con gái để chúng thêm cặp, cho cháu vài ba miếng ăn sự việc nếu thế thì cũng bình thường và chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đời, hình như trời không muốn cho những người tử tế yên lành. Cô con gái độ này thường hay đến thăm ông. Cô khóc lóc, tự dưng mua cho ông hơn nửa cân thịt nạc, dịp dăm ba con cá. Ngày mới ra mới cũ. Vừa nấu nướng, cô vừa nặng nhẹ, chê trách ông. Già dạ rồi, mà còn phải sống khổ. Cơm nấu một bữa ăn hai, tiền đút túi mà làm gì không chịu bồi bổ sức khỏe chẳng lẽ già rồi còn dám dúi tí dám tí mẻ mang tật bệnh vào người thương con ông chẳng nói nhiều tiền mua gạo mua thức ăn thỉnh thoảng cho đứa cháu đầu đứa cháu thứ có hôm khớp đau nhất có tuần không ngủ được có ngày ngực tức như có người đè có tối dạ dày đau như người chọc hút lại chắc gạn lấy đồng tiền mua thuốc của mấy bà lang vùng cao. Đứa con gái xui ông bán đất. Bố cứ bán phức đi. Chúng con chuẩn bị xây nhà. Bố về ở với chúng con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chả nhẽ, bố ăn mà chúng con nhịn. Chúng con ăn, chả nhẽ để cho bố. Nghe nói, nợ đầm đi ra như thế. Lấy đâu mà xây nhà. Chuyện vặt ấy mà. Cháu hút vòng quanh, công nợ trả dần, mọi việc đều xong tức. Băng khoăn lắm, rồi ông cũng phải bán căn nhà, tuy nhỏ nhưng ở còn tốt chán và mảnh vườn 200 mét vuông. Cầm hơn tỷ đồng, ông thu xếp sang nhà vợ chồng chúng nó. Con rể, con gái đón ông như đón người thân thiết từ sau hỏa về. Ba hôm sau, ông gọi hai đứa vào, đưa ra bọc tiền. Đây là toàn bộ gia tài của tôi, và bà ấy chắc bớp đã mấy chục năm. Giờ tôi giao lại cho anh chị. Tôi giờ ăn uống chả bao nhiêu, bán nhà được tỷ mốt. Tôi đưa anh chị một tỷ. Số tiền còn lại, tôi chia cho mỗi đứa cháu hai chục triệu. Anh chị giữ cho chúng, gọi là của hương hỏa. Tôi giữ lại bốn chục triệu, phòng khi trái gió trở trời. Ông đưa cả số tiền cho hai người, chỉ giữ lại cho mình bốn mươi triệu ăn ở vui vẻ được nửa năm. Đứa con gái lần la ọn thoát, nằn nèo, vai tiền bố. Ông nghe nó kể mà ái ngại. Đêm đêm, ông nằm trên giường, không ngủ được, còn thở dài thường thường. Sáng dậy, ông chỉ sợ gặp đứa con gái đến phàn nàn khóc lóc. Cuối cùng, cá chuối đắm đuối vì con, ông lại phải dúi cho nó 40 triệu ấy. Yên yên, chưa kéo dài được bao lâu, ông lại nghe tiếng khóc lóc của đứa con gái Nó vừa méo máu Vừa nói với thằng chồng Ông dạo này ăn uống cũng ít Sở hư của ông tôi cầm đây Khổ thì vợ chồng cùng chịu Chứ sao động tí Là chửi mắng ầm ý Làng xóm người ta cười cho Ông nghe thấy lại buồn Thằng chồng có lúc lặng im Có lúc bùng lên Nó đã bùng lên thì trời còn bé Thằng mất giải chủ tất cả ông ti họ hàng làng nước con vợ cũng không vừa. Mày đào má ông cha tao thì tao cho mồ má ông bà mày lộn tung lên. Không biết nên ông nghe được. Lần đầu ông khuyên nhủ chúng. Thằng chồng nghe xong lầu bầu bỏ ra ngoài. Lần hai lần ba lần thứ ít. Con vợ thì đấm ngực thùm thụp la như trợ đất nhằm đầu nó ném vào bao nhiêu oan trái. Nó điên cuồng lục lộn phước ngay cuốn sổ lĩnh lương hưu hàng tháng ra trước mặt ông thật không biết bao giờ mới hết nợ cái nhà này đây sổ lương của ông đây ông cầm lấy tôi mệt rồi không còn sức đâu mà hầu hạ bất cứ thằng nào con nào trong căn nhà này nữa nó hầm hầm la lối tức tuổi giận không để đâu cho hết ông lặng lẽ cuộn lấy mấy bộ đồ quần áo đầu giường bỏ đi giá như lúc ấy có ai chỉ đường về với tổ tiên ông cũng lao theo chứ chẳng ngại ông đến ở cùng nhà với ông già trong chung cư ông già này con trai đi thực tập bên tây rồi tìm cách định cư ở đấy vợ nó mấy tháng này đã cùng thằng con chạy phải giấy tờ gì đó theo chồng vì đã biết hoàn cảnh của nhau từ trước ông bạn cho ông ở nhờ nhà cũng rộng ăn hết nhiều chưa ở hết bao nhiêu ông lúc nào cũng buồn bã lủi thủi chỉ mấy ông cán bộ công đoàn ngài còn làm với ông ghế đến các cháu đi học chẳng cần biết đến ông chúng non dại cả nhưng ông biết từ ngày ông đi cuộc sống của chúng dần dần khác hơn chúng học gần học xa hàng năm mỗi đứa ghé thăm ông một hai lần cho có ngày ngày ông lang thang chỗ này chỗ khác mong hết thời giờ nhiều hôm quanh quẩn qua lại nhà con mà ngại chả vào chỉ nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi tối đến ông xuống sảnh chung cư ngồi ngắm trời ngắm đất rồi lang mang nghĩ tới cảnh mình ông có gây thù chút oán với ai đâu mà cuộc đời ông khổ thế ước muốn những ngày cuối đời bên gia đình người thân nơi mảnh đất hương hỏa tổ tiên mà sao khó khăn đến không ngờ bao nhiêu dằn vật ân hận vì ngu dạy thường xuyên dằn vặt ông những ngày cuối đời của ông thật cực bệnh viện gần nhưng không ai đưa ông đi sau khi nhắn gọi mấy lần chẳng có con cháu thăm nom ông nằm góc nhà quay mặt vào tường nói chỉ muốn chết đến khi không chờ được nữa bạn ông đưa ông lên bệnh viện rồi về tận nhà gọi con cháu ông lên chúng còn lào bào phàn nàn kêu bận rộn, sao lại ốm đau vào lúc này? Ông bạn điên tiết, chữa thốc chữa tháo cho một tua. Khi chúng ào ào kéo nhau lên viện thăm ông, thì ông đã không còn. Vì thế, thi thể ông đang nằm yên vị trong nhà xác. Người nói mới mất, lại có kẻ nói tới nửa ngày rồi. Câu chuyện thứ hai Cái nút cống ở tổ sửa chữa đường mỏ này chỉ có tôi với Hoài là lính mới, Hoài trẻ nhất tổ. Vừa học xong phổ thông trung học đã đi làm theo chế độ đổi. Bố mẹ về hưu, con vào thế. Trong lúc công việc khó khăn, kiếm được một chỗ làm có thu nhập ổn định đối với nhiều người như vậy là hạnh phúc lắm. Nhà tôi cũng có một suất như Hoài, xong tôi lại đang trong thời gian chờ lấy bằng kỹ sư khai thác thấy mẹ băn khoăn nuối tiếc vì thời cơ lỡ dở tôi bàn để con vào mỏ làm đường trong thời gian này cũng được bởi công việc ở đó chỉ cần sức khỏe không đòi hỏi chứng chỉ nghề nghiệp đã đến lúc có bằng đại học chắc chắn con sẽ được cử vào chỗ làm phù hợp mẹ nhìn tôi ái ngại vậy thì tội cho con quá nếu có mảnh bằng tốt nghiệp vừa được tuyển chính thức vừa được làm đúng với những gì đã học vẫn hay hơn. Tôi thủ thủy. Đằng nào con cũng đang trong thời gian nghỉ chờ, ở nhà buồn lắm. Thấy mẹ tần ngần, tôi cố gắng thuyết phục. Mẹ xem, thời gian thử việc chỉ có 2 tháng. Sau đó, công ty sẽ cân nhắc bố trí vào đúng ngành nghề đã được đào tạo. Chứ mẹ cầm sổ hưu rồi, bỏ lỡ mất dịp này. Sao ai người ta còn nhận con vào làm? Và lại, con cũng muốn biết thế nào là làm đường mỏ. Dịp mai này không còn lần thứ hai đâu mẹ ơi. Con học xong mà thất nghiệp thì tội lắm. Thực tình, ngoài lý do trên, tôi còn muốn biết vị mặn của những đồng tiền bố mẹ nuôi tôi ăn học. Thế là tôi trở thành cô gái rải đường mỏ từ đấy. Hằng ngày đi làm, mẹ bắt buộc tôi khăn che kính mặt, lại còn đeo cặp kính râm to tướng. Ở đội tôi làm, toàn bộ số lao động là nữ, văn hóa thấp, không nghề nghiệp. Thấy tôi nhanh nhẹn, các bác trong đội giao cho tôi nhiệm vụ, viết báo công, đi lấy tiêu chuẩn công nghiệp, về nấu bữa ăn trưa cho mọi người. Đây là công việc nhẹ nhàng nhất, vậy mà không hiểu tại sao chẳng ai muốn làm. Đến kỳ chia lương tôi mới biết, người làm việc này chỉ được bình thành tích chia lương loại C, tiêu chuẩn thấp nhất có hệ số là 0,8. Các bác rỉ tai tôi, trực tiếp làm vất vả, nhưng cuối tháng mức thu nhập cao hơn hẳn. Đằng nào cũng một công đi làm. Cháu còn thanh niên, có một mình, bác còn phải nuôi các em ăn học, được đồng nào hay đồng ấy. Ngày cháu chưa về đội, mọi người phải thay phiên nhau làm. Ở trên mỏ lộ thiên, có lẽ vất vả nhất là nghề sửa đường. Những ngày đầu tôi tưởng mình phải bỏ cuộc. Tháng 7, mưa nắng thất thường, trời đang rần rật đổ lửa, nhìn đâu cũng thấy bụi, bỗng sấm gầm chớp giật liên hồi, mây đen phủ kín bầu trời, mưa xối xả, tầng lỡ đá rơi. Con đường đi hào chỉ trong chốc lát biến thành dòng sông cuồn cuộn chảy. Các thiết bị dưới mông sâu phải nhanh chóng di chuyển lên vị trí cao hơn. Vậy mà nhiều lúc vẫn bị ngập chìm trong nước. Lũ ống cuốn trôi tất cả những gì mà nó gặp trên đường ra biển. Có lần đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Một cỗ máy xúc khổng lồ cũng bị đổ nhào vì trời mưa làm tầng lỡ đá rơi. Lúc trời nắng, mặt đường nóng bỏng như chảo cắt răng. Xe tứ đường đi qua, hơi nước bốc ngùn ngục. Cánh vật hai bên đường mờ mờ bụi phủ. Khi có gió, bụi từ tầng trên tràn xuống, quặn xoáy như bão cát trên sa mạc. Đi làm được một thời gian, thấy tôi viết chữ đẹp số má rõ ràng lại thành thạo về tinh học mặc dù tôi chưa có tấm bằng tốt nghiệp đại học phòng thống cây mỏ vẫn lấy về tôi chia tay đội rải đường trong niềm vui mừng thế là một lần nữa vận may lại mỉm cười với tính toán của tôi hôm đó không ngờ cơn mưa dông lại to và kéo dài đến như vậy mưa như trúc nước chảy trắng mặt tầng bầu trời đen kịch từ lúc ăn cơm giữa ca cho mãi đến lúc hết giờ làm mới hửng. Mọi người bàn giao ca rồi, vội vã ra về. Phía chân trời, một cơn mưa mới đang xuất hiện. Hoài đang bước hối hả, đột nhiên đi chậm, rồi dừng hẳn lại. Cô ngó nghiêng, rẽ về phía cửa cống thoát nước bên đường. Nơi đó, rác rưởi bám quanh một cành cây xung xuê, tạo thành một cái nút bịch kính miệng cống. Nước ứ lại, chảy tràn qua mặt đường, số đi lớp đất bề mặt. Đợi mọi người đi qua, hoài nhìn quanh, rồi túm cành cây kéo ngược. Cái nút không suy chuyển. Cô lần lượt bẻ, lô từng nhánh một, nước ù qua các kẻ hở. Bước chợt, hoài giật mạnh, cái nút cống bung ra. Cô ngã ngồi bệt xuống đất, dòng nước ù xuống, réo ầm ầm như thác. Đúng lúc tôi đi ngang, thấy thế tôi phổi túm lấy hoài, rồi dùng hết sức lo ngược trở lại. Toàn thân hoài ướt đẫm, bùng đứt bám lại người. Tôi chăm chú nhìn mình, hoài ngượng nghịu đưa tay chùi mặt phân bua. Để nguyên, nước chảy một lúc hỏng đường mất. Em không sợ nước lũ cuốn trôi hay sao? Mà tại sao lại phải làm một mình công việc này? Hoài thanh minh, việc thường ngãi mà, mình em làm cũng được. Và lại đã hết ca, rủ người khác ngại lắm thấy tôi nhún vai tỏ vẻ không hiểu cô giải thích tiếp công việc đột xuất không có trong nhật lệnh đến giờ tăng tầm mọi người đều vội về cho kịp giờ xe giao ca chạy trời sắp mưa to mà nhiều người lại không mang theo ni lông tôi cố gặng việc ấy có gì xấu sao phải đợi mọi người về hết mới làm hoài nhẹ nhàng chị giữ kính hộ em việc đơn giản nhưng mọi người có cách nghĩ khác nhau Đầu tiên em cũng định gọi người cùng kéo Xong chưa kịp ngỏ lời Đã nghe mọi người bàn tán Nước chảy như thế này Hỏng đường mất Đường lỡ Ngày mai là có việc làm Càng đỡ phải đi ghề thang Con đường này thuộc đơn vị khác quản lý Không đi mau Xe giao ca chảy mất Lại phải cút bộ về nhà Lúc nãy cũng có bác cán bộ trực ca đi qua thấy. Dừng xe xem một lúc rồi bỏ đi luôn cũng tải nước to quá, bác ấy lộ xuống ngập ổn mất. Em thì ướt sẵn rồi, công sức bỏ ra đáng là bao. Hằng ngày, ngồi trên cabin xe đứt lọc, áp tải cho đội, gặp quãng đường xấu sốc mệt lắm, đến bữa chẳng muốn ăn. Mình ngồi một tí đã vậy, hú hồ, tài xế họ phải ngồi cả ca, hết ngày này sang ngày khác. Con đường này mà hỏng, sửa tạm xe chạy, không đảm bảo định mức năng suất là cái chắc. Nhưng mình là công nhân hợp đồng, có thời hạn, khác hẳn họ, lương mình thấp, bóng lọc họ cao, thưởng đâu có phần em, thành tích bao giờ họ cũng cầm chắc trong tay. Em có cố gắng đến mấy cũng có ai thèm để ý. Nhưng nếu mọi người biết, em nhận danh hiệu hâm, viết hoa là cái chắc. Liệu hợp đồng lao động vô thời hạn em có được ưu tiên ký trước? Đã đành, trách nhiệm không thuộc về em, nhưng em nghĩ giản đơn mình không làm thì rồi đây nhiều người phải mó tay vào vì nước mưa sẽ tập trung dồn vào chỗ khác lũ lụt cục bộ chắc chắn sẽ xảy ra bởi cái cống này nằm trong hệ thống phân lũ ngay ở đầu nguồn sao em biết sơ đồ phân lũ của mỏ thì những ngày đầu tiên đi làm chúng mình đã tham gia thi công cái rãnh thoát nước này bữa đó khi thấy em hỏi không có nước chảy sao vẫn phải làm cống bác đội trưởng đã giải thích cặn kẽ về hệ thống thoát nước ở mỏ lộ thiên. Tôi cười trừ. Hôm đó, tôi được cử tới nhà ăn, lấy tiêu chuẩn công nghiệp về cho đội. Nên chẳng biết đầu cua tay nheo ra sao. Mà khoảng thời gian ở đội, hầu như tới chỉ làm công việc này. hàng ngày, đâu có tham gia trực tiếp cùng với mọi người được nhiều. Thì mình làm theo sự phân công mà. Em chẳng được học hành đầy đủ như chị đâu hiểu nổi những vấn đề sâu xa. Nhưng em nghĩ, việc làm chẳng ảnh hưởng đến ai, mình cố một tí. Giống như việc nhảy mà, thấy bự bộn mà không dọn, em chẳng chịu được. Ai nghĩ sao thì tùy. Tôi thật bất ngờ trước ý nghĩ và việc làm của Hải. Mình đâu làm được như cô ấy. Tại cái máy xúc tôi khảo sát nằm ở tận đầu hào bên kia. Mưa to quá, con đường đi hào nước chảy băng băng, không lội qua được, tôi đành đi vòng và vô tình trở thành người chứng kiến việc làm của hài. Tôi vào hài, dò dẫm di chuyển trong mưa. Đang đi, Hoài quỵ xuống, nhăn nhó kêu toán lên. Tôi vội dìu hài lên mô đất cao, một sợi cáp thép đâm thủng chiếc dài cô đang đi. Tôi cúi rút mẫu cáp gãy ra khỏi chân hài. Dòng máu đỏ tươi loan ra bàn chân trắng nhợt nhạt của cô. Tôi túm lấy bàn chân hoài, nặng mạnh vào vết thương một tia máu đỏ tươi phọt ra tôi vội lấy chiếc khăn mùi xoa cột tóc buộc chặt vết thương cho hoài nhìn hoài tái mặt cố giấu vẻ đau đớn tôi an ủi không sao đâu bất có tẹo máu Trước trời rắn xóa sấm gầm chớp giật liên hồi con đường chúng tôi đang đứng lại cuồn cuộn nước chảy tôi quan sát địa hình rồi nói với hoài bọn mình phải đi thôi không thể ở đây được trời còn mưa to nước sẽ dâng rất nhanh hoài ngăn nhó chân em bị đau không đi được hoài chỉ về phía ngã ba đường trước mặt chỗ kia có hai dòng nước gặp nhau tạo thành lũ ống mất rồi em sợ chúng mình không đi qua nơi đó được thi ôm cổ để tớ cổng theo lối này liệu chị có mang nổi em leo tắt tầng đoạn này là bãi đất đã nổ mìn đang chờ bốc xúc thoai thoải dễ đi. Hoài băng khoăn nêu ý kiến. Hay là cứ để em ở đây đi, chị chạy về phòng điều khiển, gọi người đến giúp. Tôi động viên, chúng mình chỉ cố gắng đi một quãng ngắn nữa là lên tới đường liên lạc của mỏ, ở trên đấy an toàn hơn. Thấy Hoài ngần ngừ, tôi cú xuống, quay lưng lại dục. Nào, leo lên mau, phụ nữ với nhau ngại có quá gì. Mà không, gượm đã, tớ cởi áo mưa cho đỡ vướng. Hai đứa mình khoác chung một chiếc ni lông càng dễ đi. Khi tôi cổng hoài đến cửa phòng điều khiển sản xuất, mọi người tránh mưa trong nhà ồ lên, dồn dập hỏi. Sao thế? Tai nạn à? Tôi lắc đầu sang trái. Chắc bị ngã. Hay là bị gió? Tôi lại quay đầu qua phải. Có nặng không? Để tôi gọi xe cấp cứu. Tôi cởi áo mưa, đặt hoài ngồi xuống ghế, bị gai mồng tơ đâm. Hai gượng cười, em giảm phải cắp thép với loại, thế thì khác nào đạp phải đinh. Cẩn thận, không nhiễm trùng thì khốn. Không thể chủ quan được, phải về ngay trạm xá mỏ, tiêm một mũi vaccine phòng uống ván. Sau này, lúc đọc báo cáo tôi mới biết, trận mưa bất thường hôm ấy lớn nhất trong hơn nửa thập kỷ vừa qua đã gây cho vùng thang nhiều thiệt hại nặng nề những cơn mưa xối xả liên tiếp xảy ra. Con người đã không lường được lưu lượng mưa tới cả 1.000mm mà ông trời đã trút xuống vùng thang. Chỉ trong chốc lát, nhiều dòng thác lũ hung hăng được hình thành. Nó cuốn trôi tất cả những gì bất gặp trên đường ra biển. Nước chạy đến đâu, đất đá tràn đến đó, lấp kín mọi chỗ trũng. Nước từ mọi nơi đổ về, các mông đập chứa đều nằm trên mức báo động đỏ hệ thống mương rảnh không thoát nước kịp, cộng với triệu cường dân cao, nhiều khu dân cư bị cô lập trong biển nước mênh mông, cả vùng than không kịp trở tay trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho toàn khu vực. Nhiều người chết và mất tích, thiệt hại tới hàng nghìn tỷ đồng. Khi nước rút, các đơn vị trong công ty thống kê lại những tổn thất phải hứng chịu. Giống như nhiều người khác, tôi cũng không khỏi xót xa trước những con số thiệt hại của mỏ. Xong là có dư luận cho rằng mỏ của ta còn mai chán vì bị thiệt hại có đôi chút, không giống như công ty sản xuất than liền kề bị nước lũ ngập tràn và đóng cửa mỏ, việc phục hồi sản xuất gặp muôn vàng khó khăn, vân vân. Để có kết luận chính xác, rút kinh nghiệm phòng chống thiên tai, lãnh đạo công ty ra công văn yêu cầu tất cả các bộ phận liên quan phải xem xét lại toàn bộ phương án phòng chống thiên tai, riêng hệ thống thoát nước của mỏ phải kiểm tra lại từ chi tiết nhỏ nhất. Trên cơ sở đó, các đơn vị kiểm điểm nghiêm túc, đề ra các biện pháp khắc phục, báo cáo lãnh đạo bằng văn bản. Nhận được thông báo, nhiều cán bộ công nhân trong các đơn vị lo lắng ra mặt. Là nhân viên phòng thống kê tôi có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các số liệu có liên quan đến trận mưa lịch sử. Khi tiếp xúc với các tài liệu, tôi không khỏi suy nghĩ. Tiên lượng về thiệt hại do trận mưa mang lại quá lớn, nhưng tại sao phần lớn lỗi lầm không thuộc về các đơn vị mà do nguyên nhân khách quan mang lại? Mấy ngày sau, tôi được cử vào phòng điều khiển sản xuất, xem sổ nhật lệnh để bố trí người khảo sát bấm vào hoạt động của các máy xúc vẫn thấy ghi. Miệng cống alpha bị cành cây do nước lũ mang từ nơi khác đến làm tắt, ca sao cho người thông. Ca tiếp theo viết, chưa thông được cống do điều kiện ánh sáng không đủ làm việc, chuyển ca sao giải quyết. Ca sao lại ghi, hậu quả sau cơn mưa quá lớn, việc cần phải làm còn nhiều, chưa có đủ nhân lực giải quyết sự cố tắt cửa mương, alpha chuyển Câu chuyện thứ ba Chuyến tạo đêm 17 giờ, trong căn phòng tập thể của công nhân cung đường sông Phan, một người đàn ông tuổi ngoài 30 đang kiểm tra lần cuối mấy món đồ người trong giỏ sách. Khi chắc chắn, mấy món cờ lê, búa, cờ, pháo hiệu, đèn pin đầy đủ, anh bước vội lên phòng cung trưởng nhận lệnh. Ký lên bang, bắt đầu hành trình tuần đường ca đêm kéo dài đến 3 giờ sáng. Người dân ở sông Phan thường gọi anh bằng tên thân mật, độ đường ray, gắn liền với công việc, hoặc độ đi bộ, nếu họ gọi tiếu táo để trêu đùa anh. Mặc dù có gọi anh với biệt danh nào thì anh cũng nở nụ cười thật hồn hậu. Nước da ngâm, khuôn mặt sạm đen vì giải dầu mưa nắng, cách anh cười để lộ hàm răng trắng sáng, nhìn như nụ cười tỏa nắng. Mà độ lại hay cười, có lẽ công việc tuần đường cô độc và trầm lặng nên anh luôn trân trọng những phút giây được gần gũi mọi người trời bắt đầu tối khi độ đi bộ chừng 2 km tay trái cầm đèn pin tay phải cầm chiếc gậy tre vai đeo túi đồ nghề bước chân anh thoăn thoắt đi trên tranh rai xung quanh anh một vật chìm vào bóng tối những cây cao su phủ bóng đèn đen ngòm trái dài tăm tắp những vườn điều nhấp nhô cao bằng hai thân người, trích lên bần bật mỗi khi đón cơn gió lớn. Đường đêm, đoạn dốc thấp lấy trớn lên đoạn dốc cao, hai bên đường tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn pin của độ chỉ đủ rọi một khoảng trống trước mắt. Màn đêm xung quanh như phản phất một điều gì sâu thẳm nghi ngại khi mắt thường không thể tỏ tường. Mà đâu đã hết, đêm đen còn có người bạn thiên nhiên phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, tạo ra thứ âm thanh đa hợp. Tiếng gió rít qua hàng cây, tiếng cành lá xào xạc va đập, và nhất là tiếng những con thú hoạt động về đêm. Chúng gặp ngừ tranh giành thức ăn, bạn tình hay lãnh thổ riêng mà chỉ có chúng mới hiểu được. Nhưng sợ nhất là tiếng chim cú dội kêu đêm. Âm thanh gieo rắc sự chết chóc và nghe buồn đến đau lòng. Cách đây 12 năm, họ mới vào nghề tuần đường ray. độ nghĩ công việc này cũng hay hay, còn tự phí von như người bác sĩ khám đường ray. Khi phát hiện những hư hỏng nhỏ như bù lông ốc phít bị lỏng thì siết lại, thấy rác nằm trên thanh ray thì dọn đi. Còn gặp những sự cố lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thì báo cáo về cung quản lý xin chỉ đạo. Nhưng rồi, độ nhanh chóng nhận ra cái khó của nghề tuần đường là sự cô độc và lầm lũi. Cô độc một mình đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt. Cung đường ra sông Phan nằm sâu trong rừng lá. Mùa nắng thì nắng chói chang muốn cháy cả da thịt. Mùa mưa thì dầm về lạnh rét thấu xương. Nhưng cứ lên bang là độ phải đi, bất kể thời tiết. Cứ làm lũi đi, mặt dán xuống đất kiểm tra đường ray. Độ đi nhiều đến mức như thuộc lòng cả bước chân mình. Ban đầu, cứ đếm bước chân mình hoài, đồ cũng nản lắm, muốn bỏ nghề. Nhưng rồi một vài tuần quen việc, quen đường thì không thể bỏ được. Cứ nghĩ đến những bước chân âm thầm của anh góp chút sức vào việc giữ an toàn cho từng đoàn tàu, cho hàng ngàn hành khách, làm anh ấm lòng. Độ đi được km thứ 5, trên hành trình 14 km cả đi và về, thì anh nhận thấy trăng đang lên cao. Trăng xuyên mây bằng bạc phủ một lớp bóng sáng loáng lên hai thanh rày, làm anh như có cảm giác từng bước chân của mình đang đi trên một chiếc thang dài hoàng, tiến về phía cung trăng ban đêm trăng bao giờ cũng là người bạn thân thiết của người tuần đường anh biết mình không đơn độc mỗi khi nhìn thấy trăng trăng theo mỗi bước chân anh đi trăng lấp ló sau những tán cây cổ thụ trăng còn ghé thăm mặt đất khi anh nhìn xuống lòng hồ in bóng trăng soi hoặc một phụng nước tù động bên đường trăng trôi mãi miết rồi cũng yên vị dừng lại khi trời lặng gió và lúc này chiếu sáng giúp anh nhìn rõ nghĩa trang trước mắt đây là nghĩa trang thiên sứ nơi chôn cất người chết của bà con xóm đạo sống dọc theo hai bên đường ray mặc dù là địa điểm quen thuộc ngày nào cũng đi qua nhưng anh luôn có những suy nghĩ bâng quơ mỗi khi đưa mắt nhìn vào nghĩa trang anh nghĩ đến sự sống và cái chết đó chính là thói quen hình thành từ ngoại cảnh. Còn nơi nào thích hợp hơn nghĩa trang khi ta nghĩ về sự sống và cái chết? Và mỗi khi đến đây, thường thì anh giảm dần tốc độ, rồi chọn cho mình một mô đất trống ven đường ray, ngồi nghỉ mệt. Đưa mắt nhìn những ngôi mộ được quy hoạch và phân lô rõ ràng. Ngôi mộ nào dưới lòng đất cũng từng đó kích thước giống nhau. Độ nhìn rồi bất chợt anh nhoẻn miệng cười. Anh nhớ hồi đi học từng đọc trang sách, đã ý rằng muốn tìm một ví dụ cho sự bình đẳng của con người thì hãy ra nghĩa địa mà tìm. Trước cái chết, mọi người đều đơn sơ giống nhau. Anh ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đưa mắt quan sát những khoảng đất trống đã được phân lô 1,5 m x 4 m Chắc là để dành bán cho người sống sẽ lìa đời. Con người khi sống thường tham lam. Cố gắng vơ viết cho mình càng nhiều của nã càng tốt. Nhưng chết đi rồi, thứ họ cần chỉ là một lô đất bé cỏn con. Độ vừa ngồi nghỉ mệt, vừa chiêm nghiệm sự đời. Bất chợt, anh giật mình khi nhìn thấy một bóng đen ngòm từ trong nghĩa trang lẫn thẫn đi ra phía đường ray. Tầm này đã gần 12 giờ đêm. Việc có người xuất hiện trong nghĩa trang là điều hết sức lạ lùng ông ước vào thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị công đoàn ngành đường sắt với tư cách cựu chủ tịch và là khách mời danh dự. Tuy đã về hưu được hơn chục năm, ở cái tuổi ngấp nghé 70 nhưng người ông còn nhanh nhẹn lắm. Giọng nói hào sản, rõ ràng đúng chất của người thủ lĩnh công đoàn, một trong những thời hoàng kim của ngành đường sắt. Được gặp lại anh em trong ngành để hàn huyên ôm lại những kỷ niệm một thời đã qua là điều làm ông thích thú nhưng vui nhất với ông là được lên rừng lá. Họ còn làm lãnh đạo, lần nào vào công tác khu vực phía Nam, ông cũng lên rừng lá. Nhiều đến nỗi anh em thường nói đùa là ông ước nghiện rừng lá. Nhưng rời xa nhiệm sở, mười năm rồi, ông chưa có dịp trở lại thăm cung đường sắt ngày xưa, nên ông tận dụng cơ hội vào Nam lần này để đi. Thời của ông ước, đầu những năm 80, ông đến khu vực rừng lá từ thành phố Hồ Chí Minh ra tháp chạm rất khó khăn gian khổ. Muốn lên rừng lá, phải đi bằng gồng, tàu hỏa không đổ mà ô tô không vào được. Giờ thì việc di chuyển dễ dàng, chỉ 4 tiếng ngồi tàu hỏa hoặc đi ô tô chạy một mạch là đến. Bạn bè thân thiết biết ý định, ngỏ ý, điều xe có tài xế riêng chở ông đi cho tiện. Nhưng ông ngại nhờ vả, từ chối giọng sang sảng nói mấy mươi năm ăn cơm đường sắt hà cớ gì phải đi ô tô riêng với lại sau mười năm xa cách ông muốn được ngồi trên tàu hỏa để quan sát cung đường từng gắn bó một thời trai trẻ và nhất là để sống lại những ký ức đã qua người lớn tuổi thường thích hoài niệm thế nên bạn bè không ngạc nhiên khi ông ước chọn tàu hỏa chỉ là bất ngờ ở vị trí chỗ ngồi buồn lái tàu. Ông ngồi ngay sau lái chính và lái phụ của đoàn tàu. Lái chính của tàu, tuổi trường 40, tài không rời nút bấm còi, cần hãm, khuôn mặt điềm tĩnh và luôn chăm chú quan sát, tập trung cao độ. Lái chính vốn có thâm niên hơn chục năm trong ngành và qua lời kể của trưởng tàu nên ít nhiều hiểu được cái háo hức của ông ước khi chọn ngồi bên buồn lái. Nhưng lái phụ thì khác, anh ta còn trẻ, mới vào nghề ở đoạn đường tương đối an toàn vì không có những đường ngang dân sinh chàng trai tò mò bắt chuyện sao chú không lên toa giường nằm chợp mắt một giấc cho khỏe độ bốn tiếng là đến ga sông phan ở đầu máy con chỉ thấy có tiếng ồn tạo rung lắc và mùi dầu hăng hắc làm sao chú thoải mái được ông ước ngoẻn miệng cười đưa mắt nhìn chàng trai trẻ hiểu được sự quan tâm và thắc mắc của cậu ta. Ông tự tốn nói. Từ ngày về hưu, chú Toàn ăn ở không, đâm ra cuồng chân. Ngày trước, làm bên công đoàn, chân chú là chân đi. Nào là trừng lá, đều khe nét, đều hải vân, rồi lên cả bản thí. Đi một đoạn ngắn thế này thì nhầm nhò gì? Ngồi đây có cái hay là được nhìn thẳng về phía trước. Tạo hỏa chỉ có khu vực này là được nhìn bao quát, mà chú thì muốn nhìn. Tiếc là đợt này chú đi tàu đêm. Lái chính gấp chuyện, chắc họ nghỉ kéo dài cả ngày chú không thu xếp được. Đi bằng ngày thú vị hơn, nhưng không sao, ánh sáng của đoàn tàu cũng đủ với chú, cũng phải để cho tâm trí tưởng tượng chút đỉnh. Tàu rời nội thành, vận tốc đẩy lên 70-80 km quang cảnh trôi qua vùng vụt trước mắt ông ước. Mắt ông còn tin tưởng và ông nhận thấy khung cảnh đã khác xưa. Thời gian làm nhiều thứ thay đổi. Quốc lộ 1A nằm song song với đường tàu, kết cấu tổng thể không thay đổi, nhưng điều khác biệt là sức sống. Ông ước nhận ra điều đó qua dòng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau dọc quốc lộ. Nhà cửa mọc sang sát nhau và tỏa ra thứ ánh sáng năng động nhộn nhịp rừng lá là địa danh được đặt tên từ trước những ngày giải phóng tính từ phan thiết trở vào sài gòn đến ngã ba ông đồn thật ra là một vùng rừng núi mênh mông cặp theo quốc lộ từng là căn cứ cách mạng của một thời oai hùng nhưng rừng lá gắn bó với ông nhiều hơn từ phong trào tái thiết đường sắt họ đó vừa mới giải phóng theo tiếng gọi của nhà nước ông cùng hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường đến với rừng lá cả một vùng hoang vu, nhưng người trẻ như ông chẳng biết sợ là gì. Mọi người vừa bắt tay làm nhà, làm láng trại, vừa làm đường sắt. Ban ngày phát quan làm cỏ, dọn tre, ban đêm tay trong tay bên ánh lửa hồng sinh hoạt tập thể, hát ca đờn vũ, lớn ác tiếng cọp beo thú dữ. Rồi 6 tháng sau, cung đường sắt cũng được thông tuyến. Nghĩ đến đây, bất chợt người ông rung lên cầm cập một cảm giác ớn lạnh bổ vây khắp cơ thể ông. Ông nhớ đến căn bệnh sốt rét ác tính. Phải, chính đó là lúc trầm buồn mỗi khi ông nghĩ về chuyện năm xưa. Chỉ trong vòng vài năm sau đó, nhiều anh em chung đội đường sắt phong buộc phải rời bỏ cung đường vì bệnh tật. Một số đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Còn ông đã cố đứng vững dù đã một lần bị căn bệnh sốt rét hành hạ đến rụng tóc, điếc cả hai tay. Một thời gian sau khi khỏi bệnh, ông được điều chuyển công tác, đảm đương nhiều chức vụ. Để rồi, hơn 10 năm sau, ông quay trở lại. Lần này là trên cương vị một thủ lĩnh công đoàn với tuổi đời vừa ngoài 40. Ông ước đã giúp anh em công nhân cung đường sắt rừng lá giải được bài toán hóc búa mà cho đến hôm nay những người kỳ cựu gắn bó với ngành đường sắt còn nhớ đến và kể với nhau trong mỗi cuộc trà dư tử hậu tàu đang qua địa phận xuân Lộc chính thức bước vào địa danh rừng lá huyện thoại. lái chính của tàu là người đàn ông khá nhạy cảm, có lẽ bắt sống được tâm trạng hồi hộp của ông ước, liền gợi chuyện. rừng lá buôn chỉ còn trong ký ức. lái chính ngó nghiêng hai bên đường cất giọng trầm trầm. hồi cho mới vào nghề, đi qua vùng này là bạc ngàn rừng buôn. phải phải, chú cũng đã có suy nghĩ này quan cảnh thiếu vắng những cành buông tha thước như tàu dừa. Cây buông mất đi theo thời gian, cũng giống như tên gọi rừng lá. Ông ước miệng nói rành rọt, nhưng trong lòng không khỏi gợn lên chút buồn tiếc núi một thời quá vãng. Những cánh rừng buông được thay bằng thảm xanh cây mía, cây mì, vườn điều, những trang trại trụ phú. Và dọc theo quốc lộ là những ngôi nhà xây rực rỡ sắc màu của cuộc sống, cốt củi dư của đẩy nhìn cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt lên lá chính bỗng nhớ đến những khó khăn gian khổ của anh em công nhân đường sắt cung đường rừng lá mà hồi mới vào ngày anh nghe kể lại dĩ nhiên trong lời kể của họ gắn liền với tên tuổi một con người và giờ đây người đó đang ngồi cạnh anh với lòng ngưỡng mộ không giấu giếm lá chính muốn nghe câu chuyện từ chính miệng người khách mỗi lần tàu ghế ga sông phan những người lớn tuổi thỉnh thoảng có nhắc đến chú, đến phong trào công đoàn thập kỷ 80. Họ nói vẻ tự hào, tay không làm được mà mình lại là làm được. Ngày lái chính nhắc lại kỷ niệm đáng tự hào, khuôn mặt ông ước rạng rỡ hẳn lên. Vết chân chim nơi khóe mắt ông thư giãn ra, mặt ẩn hồng. Ông ước cười khà khà, giọng hào sản cất lên. Họ nói đúng đó, ngay từ thời Pháp còn quản lý, vấn đề nước sinh hoạt vẫn không giải quyết được. Công nhân được sắt khu vực rừng lá, sau giờ lên bang vẫn phải lấy nước từ các suối. Hứng nước mưa xài rất là khổ, thậm chí lên bang 3-4 ngày không có nước tắm, phải chờ xuống bang mới có nước dùng. Vì chưa, thiếu nước sạch phải dùng nước suối để sinh hoạt thì không đảm bảo vệ sinh rồi. Lái phụ ngay đến đây thì đưa ra quan điểm nghĩ đến chuyện đi tuần đường, rửa chữa đường ray cả ngày, mồ hôi mồ kê nhuế nhảy, mà không có nước dùng thì oái thật. Lái chính kết chuyện Ngày đó, trong một chuyến công tác lên rừng lá, chú cứ nghĩ mãi, tại sao là không thể có nước? Giọng ông ước chậm rãi, như thông thả hồi tưởng lại chuyện đã qua. Trong khi đó, ở những vùng rừng núi khác vẫn có thể tìm được nước để cho anh em công nhân khổ sở vì nước như vậy thì làm việc tốt thế nào được. Thế nên chú Hạ quyết tâm phải tìm bằng được nước cho anh em. Nhưng quyết tâm là một chuyện. Ông ước nhớ lại, trừng lá có nhiều ga, nhiều cung đường, hết sông Sinh, rồi đến sông Phan, Tạ Mon, Suối Vận, toàn địa bàn nằm sau hung hút nơi núi rừng trùng điệp. Ông ước cùng anh em phải băng khoăn thăm dò rất nhiều nơi để tìm mạch nước ngầm chỉ có tìm được mạch nước thì mới giải quyết được cốt lõi vấn đề nước. Nhưng nhiều lần, ông ước phải chùm tay vì địa thế ở đây, rừng núi rất khó khoan giếng. Nhiều lần bỏ công khoan thật sâu nhưng không tìm ra mạch, đành bỏ cuộc để thăm dò nơi khác. Cứ thế, bao nhiêu mồ hôi đổ xuống theo từng nhịp khoan, địa bàn khảo sát cũng thu hẹp lại. Và cứ thế, một năm sau, giếng khoan đầu tiên mới tìm thấy được dòng nước mạnh mẽ tuôn trào từ lòng đất đã thỏa cơn khát bao năm của công nhân đường sắt tại rừng lá khỏi phải nói niềm tự hào và vui mừng của ông ước rừng lá là mảnh đất vô cùng ý nghĩa với ông ước từng gắn bó một thời trai trẻ một số anh em công nhân từ hội phong trào tái thiết đường sắt vẫn còn bám trụ nơi đây cả những người phải bỏ mạng nằm xuống vì căn bệnh sốt rét ác tính mà thân xác nay đã hòa huyện vào lòng đất nhiều lúc ông ước đã câu hỏi một cách duy tâm và thành kính có phải chính những người đồng đội đã ngã xuống năm xưa đã chỉ đường dẫn lối và nâng niu từng bước chân ông trong việc tìm ra mạch nước ngầm thằng tây rất giỏi về địa chất học cũng đành chịu thua nữa là còn ông với tư cách chủ tịch công đoàn đã cùng anh em chiến hữu năm xưa làm được. Nhưng cũng phải mất thêm 2 năm từ thành công của giếng khoan đầu tiên, trải qua vô số lần khảo sát, cả chục ga và cung đường sắt rừng lá dần dần đều tìm được nguồn nước giếng khoan. Ông ước nhớ lại và cảm thấy niềm tự hào đang trào dâng trong lòng. Gần 12 giờ đêm, tàu cách ga sông Phan tầm 10 km, điểm đến của ông ước. Như mọi lần, mỗi khi đến thăm khu rừng lá, ông đều chọn ga này làm nơi dừng chân và ghé thăm bạn hữu. Tâm trạng ông Ước lúc này đang rất háo hức, như niềm vui của người con xa xứ lâu ngày được về thăm quê. Ông Ước còn đang chăm chú nhìn những hàng thanh long thẳng tắp, treo lủng lẳng, cố gắng kèm bóng đèn hai bên đường, thì bất ngờ nghe tiếng lái phụ la thất thanh. Chú ý, chú ý, có người phía trước người phía trước. Và ngay tức thì, ông ước nghe tiếng còi báo hiệu bấm dồn dập, tiếng chuông rung len keng cất lên. Lái phổ lúc này ngoài người qua cửa sổ quan sát. Ngay khi thấy bóng đen đứng giữa đường ray, anh đã hiểu sự tình, lập tức kéo phanh khẩn cấp. Nhưng đoàn tàu đang chạy với tốc độ 70 km, anh hiểu không thể dừng tức thì được. Đoàn tàu chỉ khẩn lại rồi tiếp tục ầm ầm lao về phía trước chạy thêm độ 200 km nữa rồi dừng hẳn. Trong buồn lái, cậu thanh niên phụ lái lúc này người vẫn còn rung, hai chân lính quính như va vào nhau, rồi như trấn tĩnh người lại, miệng cậu thúc lên thành tiếng. Trời Phật phù hộ, tài qua nạn khỏi rồi. Lái chính liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ 20 phút, vừa bắt đầu ngày mới. Quả là phép màu và sự sắp đặt của số phận hồi mới vào nghề, chính lái tàu đã trải qua một đêm kinh hoàng, mà cho đến nay vẫn hằn sâu vào ký ức anh. Năm đó là mùng hai Tết, anh đang điều khiển chuyến tàu thống nhất. Tâm trạng anh cùng lái phụ hôm đó khá háo hức vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng khi tàu đi qua địa phận miền Trung, tầm 10 giờ đêm, trong lúc tàu chuẩn bị băng qua khu vực đường ngang dân sinh, thì phát hiện phía trước có một người phụ nữ tay ôm đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi có biểu hiện lạ. Anh cố giữ bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các thao tác cảnh báo, kéo còi và đèn hiệu nhấp nháy nhưng không có tác dụng. Người phụ nữ vẫn ngó lơ, chị ta bế con leo lên đường ray rồi bất ngờ ngồi xuống nhìn chầm chầm về hướng con tàu. Và mặc dù anh quyết định cho tàu dừng khẩn cấp, nhưng khoảng cách quá gần đoàn tàu lạnh lùng đâm thẳng vào hai mẹ con chị. Suốt ba tháng sau đó, lá chính không tài nào ngủ được. Hệ nhắm mắt lại là hình ảnh người phụ nữ ôm con hiện lên rõ mồm một. Lúc nào, tay anh cũng nghe văng vẳng tiếng còi tàu, tiếng bánh xe tàu hỏa phanh gấp đến rợn người. Anh cố gắng tĩnh tâm để vượt qua cú sốc cùng với phương thuốc thời gian chữa lành vết thương, âm thầm vực dậy tinh thần của chính mình. Nhưng rồi một ngày, khi lái tàu qua địa điểm xảy ra vụ tai nạn năm xưa, anh nhìn qua cửa kính xe và thấy mình đang trên con tàu thống nhất năm xưa, và người phụ nữ ôm con trong vụ tai nạn lần đó là một lần nữa chết trước mặt anh. Nước mắt anh lăn dài trên má, những ký ức ùa về và anh cảm giác như mình đang xem lại vụ tai nạn qua tivi. Nó giống như một cơn ác mộng bủa vây lấy người lái tàu, ám ảnh không nguôi khi độ thấy bóng áo đen từ trong nghĩa trang đi ra ngoài đường ray anh đã chột dạ đêm khuy khuất ở vùng hoang vắng thế này sao gã ta lại có mặt ở đây vào giờ này còn đang mắc mớ với hàng lô câu hỏi ở trong đầu thì độ nghe tiếng xình xịch âm thanh quen thuộc của đoàn tàu từ phía xa như một phản xạ tức thì của người tuần đường anh đứng phát chạy một tay cầm cờ hiệu đưa lên tay cầm đèn chuẩn bị đón tàu nhưng khi mất anh nhìn về phía bóng đen nơi gã thanh niên đang hiên ngang bước đi chẳng mãi may quan tâm đến âm thanh và tiếng gọi của đoàn tàu Đềm nhiên tiến ra giữa đường ray hai tay gã còn chống nạnh ngang hông như muốn thách thức tử thần độ hiểu ngay ra chuyện anh vứt vội đèn đường cờ hiệu túi sách sang bên đường ray tức tốc phóng nhanh về phía gã độ phản ứng nhanh đến mức không có thời gian suy xét thiệt hơn bởi anh hiểu nếu chỉ một chút chần chừ thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của người thanh niên xa lạ kia độ chạy thật nhanh rồi chờ người về phía trước mắt nhìn theo ánh sáng phát ra từ đoàn tàu một cú phóng và dùng lực đẩy từ đôi bàn tay anh bung sức làm cả hai thân người ngã sóng xoài sang một bên những gì anh biết sau đó là đoàn tàu với những bánh sắt nghiến rinh rích, vào hai thanh rai chạy lướt qua anh trong tích tắc nằm dưới đất miệng anh thở hồng hộc anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao anh biết mình và gã thanh niên nằm bên vừa may mắn thoát chết anh cảm thấy tự hào không chỉ việc cứu được một mạng người mà còn là niềm vui khi anh chiến thắng được bản thân anh tự hào khi biết rằng anh đã không để cho bản năng ham sống can thiệp trong giờ phút sinh tử bởi nếu anh trùng chân và dững dưng vì lợi ích an toàn của bản thân, thì chắc chắn anh không đặt mình vào tình thế nguy hiểm để cứu con người xa lạ kia. Nhưng anh biết, lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh hành xử như vậy. Anh không thể hủy hoại và để lương tâm mình ra trước trong cả phần đời còn lại. Nằm một lát cho hoàng hồn thì anh nghe thấy tiếng đầu mái nổ và đoàn tàu tiếp tục lăn bánh ánh sáng của đoàn tàu từ từ mất hút về phía xa xa. Nhưng rồi, đột thấy lạ lùng khi có một luồng ánh sáng khác, nhỏ hơn, đang di chuyển tiến lại gần anh và gã thanh niên chán đời. Khi ánh sáng đến gần, độ nhận ra người đàn ông dáng tầm thước, tuy có vẻ lớn tuổi nhưng đang sải những bước chân nhanh nhẹn lên trên các thanh tà vẹt. Tay cầm chiếc đèn pin anh vừa vứt bên đường, cùng cờ hiệu và túi sách tiến về phía anh. Người đàn ông mặc đồng phục xanh dương của ngành đường sắt. Ông ước tiến đến chỗ của hai người. Việc đầu tiên ông làm là so đèn và nhìn thật kỹ vào khuôn mặt cả thanh niên vừa có ý định tự tử. Người này còn khá trẻ, nước da sạm nắng, đôi mắt u uất và đục ngầu long lên tiên nhìn giận dữ, nhìn lại ông, cất tiếng quát tháo. Tôi chỉ muốn chết, vậy mà các người không để cho tôi chết vừa thét lên cả thanh niên đang đứng liền bổ nhào xuống mặt đất hai chân đạp đành đạch dãy chụa như hồi còn bé thơ không khí đang căng thẳng lại vừa thoát chết trong gan tức nhưng chứng kiến cảnh tượng đó độ không khỏi phì cười ông ước thấy vậy liền nháy mắt ra dấu cho anh giữ im lặng bộ muốn chết thật hả còn trẻ mà chết như vậy không thấy phiền lắm sao con trai ông ước chăm chú nhìn chàng trai rồi nói giọng dĩu nhạy đang nằm dưới đất ấm ức vì không được chết ngay đến đây gã bật dậy trừng mắt nhìn vào người đối diện ai là con trai ông mà ăn nói ngang xương như vậy ủa chứ trẻ là không được chết hả lão già tôi chết thì mắc mớ gì đến ông mà phiền ông ước là người hiểu chuyện với những cai chán đời kiểu này lôi kéo gã vào cuộc trò chuyện cũng là thành công bước đầu rồi thường thì những người trẻ một khi muốn chết thì sẽ quyết tâm đến cùng gã thoát được đoàn tàu ông vừa đi nhưng không hẳn là xong chuyện ông biết đêm nay ít nhất cũng còn vài ba chuyến tàu đi ngang qua đây nữa và biết tìm đâu ra người tuần đường có mặt kịp lúc để cứu gã nên ông ước quyết định phải xuống tàu bằng kinh nghiệm và hiểu biết ông cho rằng đó là cách tốt nhất để cứu gã thanh niên và tránh cho các đoàn tàu sau ông gặp phải tình huống xấu sao không phiền con trai chết kiểu nát bấy toàn thân lìa ra từng khúc ốc yết văn tứ tung thì ai là người đi dọn xác là con trai chắc này các ông già kia giọng gã thanh niên lúc này cất cao vẻ khó chịu và phẫn nộ ra mặt hai má gã ẩn đỏ. Tôi nói lần cuối, không có con trai dở đây hết nghe. Tôi có ba rồi, ba của tôi sống sờ sờ ra đó. Ai làm con ông mà ông xưng hôn vậy? Phải không? Phải còn ba không? Giọng ông ước nhỏ nhẹ. Vậy ra, nếu anh tuần đường đây không cứu cậu kịp thời, thì người đầu bạc tiễn kẻ đậu xanh rồi. Khi đứng trước đoàn tàu, cậu có nghĩ đến ba cậu không vậy? nghe đến đây thì gã thanh niên rụt người lại, cơ mặt giãn ra và đôi mắt không còn trừng trộn nhìn ông như lúc đầu. rồi gã nhớ đến lời ông nói, cả người nát bấy, toàn thân đứt lìa. ba gã sẽ có cảm giác thế nào khi phải chứng kiến cảnh tượng đó? thấy đôi mắt gã trai trẻ đã hết đờ đẫn và vẻ mặt trai chiều suy nghĩ, ông ước lúc này tự tốn khuyên nhủ. nghe này chàng trai giờ thì hãy cùng đi với ta một đoạn đường ga sông phan ở gần đây về đó rồi có gì mình từ từ tính tiếp vừa rồi ta đang ngồi trên tàu vì cậu mà phải xuống đây giờ cậu hãy đồng hành cùng ta về ga trên đường ta vừa đi vừa nói chuyện ta biết chắc cậu đang gặp bế tắc nhưng ai sống mà không đôi ba lần gặp chuyện bế tắc chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết nhất là khi cậu còn trẻ mà biết đâu ông già này có thể giúp cậu được điều gì đó ta hứa sẽ tìm cách giúp trên đời không có gì quý hơn mạng sống của cậu cả nên hãy tin ta ông ước cứ thành tâm nói nói mãi làm cho gã thanh niên đâm ra lưỡng lự trước việc bỏ đi hay nghe theo lời ông nhưng có lẽ trong tình huống này gã cũng không biết phải làm gì và nói gì nên cuối cùng đành thả bước theo ông ước ở phía sau, anh Độ thì cầm đèn pin đi theo, rồi sáng đường cho hai người một già một trẻ đi ngược về hướng ga sông Phan. Vừa đi, ông ước vừa tiếp tục động viên tâm sự nhỏ to. Công việc mà ông thường hay làm khi còn đương chức trong ngành công đoàn đường sắt. Cậu biết không, nơi mình đang bước đi, hội trước giải phóng là địa danh Trừng Lá, là căn cứ cách mạng của đồng bào ta biết bao nhiêu xương máu của những người đi trước đã ngã xuống. Họ phải đánh đổi để có được cuộc sống tự do và sung túc như ngày hôm nay. Thế nên, trân trọng cuộc sống của mình là cách đơn giản nhất để nhớ ơn những hy sinh to lớn đó. Ở đời, ta hiểu có hai việc khó nhất là sống và chết. Sống thì phải phấn đấu cho hạnh phúc, còn chết thì phải bình an. Đang nói sai xưa thì ông ước ngừng lại vì nghe từ xa có tiếng rầm rầm của đoàn tàu chuẩn bị đi qua. Anh Độ chỉnh đốn lại trang phục, tiếp tục làm công việc dơ cao đèn, cờ hiệu, đứng theo tư thế, chào đón đoàn tàu an toàn đi qua. Một vùng sáng từ đoàn tàu quét qua, tỏa ra mênh mông. Tận dụng, lúc đèn chiếu sáng, ông ước nhìn thật kỹ vào đôi mắt của chàng trai. Ông thấy yên lòng vì từ ánh mắt của cậu ta không còn ánh nhìn ngây dậy và đờ đẫn của người quyết tâm đi tìm cái chết đến cùng. Ga sông Phan chỉ còn cách ông ước tầm một cây số.